Xung cảnh đất Việt xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu lồng cu gáy quả đào, hàng nghệ nhân làm rất là đẹp. Những các bạn đang nhìn thấy ở đây là một chiếc lồng quả đào với chiếc cửa được mô phỏng bằng hình con kỳ lân. Các bạn thấy cái chất lượng nan rất là mịn màng, nan cật. Cung song mây rất là chắc chắn. Đây là móc. Form lồng rất là đẹp. Và với form lồng này thì các bạn nào muốn nuôi đuôi thì cũng có thể là nuôi được. Các bạn nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944 11 44 10, hoặc xem thêm trên Zalo, Facebook của mình tên là Chim Cảnh Đất Việt. Hiện tại thì mình đang ở 274/29 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Mình có ship hàng toàn quốc. Mình xin nhắc lại một lần nữa, các bạn phải liên hệ trực tiếp với Chim Cảnh Đất Việt theo số điện thoại 0944 11 44 10, hoặc xem trên trang web www.chimcanhdatviet.com. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video clip này. Chào các bạn.